Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi tổng lại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. The Fight Extreme, let's go. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ hai. Need for Speed, No Limits. Let's go. Ok, let's go. Okay, let's go. Even high. Xe rất là đẹp luôn. Ok, let's go. Không biết được cái gì đây. Wow.
các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình rất là hay luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tựa game thứ ba, Risking. Ok, let's go, Risk. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ phải chờ đối thủ, xem đối thủ nào chiến cùng mình nào. Let's go. Ok. So let's go, thắng rồi. Oh, race 100, ok. Let's go. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Alpha 8. Let's go. Ok, let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Ridge Racing 3. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Đây là một tựa game đua xe công thức 1 rất là hay. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Cars Parking, The Living School. Let's go. Play. Wow, wow, xem cái này là gì? Không được. Chưa đủ tiền để mua. Ok, let's go. Thank you.
Let's go. Wow. Chị chết luôn. Ok. Xe rất là trôi luôn, cho nên các bạn phải đi cẩn thận. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Traffic Reader. Đây là một tựa game đua xe máy rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, mình sẽ cầm trên tay. Let's go. Setting, xem là gì đây. Ok, let's go. Xem có phải update gì không. V90, 2000. Hay là mình mua cái này đi. 6500, 3500, 6000, mua cái này luôn. Let's. Ok, let's go. Đi xe này rồi chấm hết rồi. Với con này thì tốc độ vận tốc là bao nhiêu? Rồi, con này vận tốc cao hơn, 120 rồi. 130. Ồ, còn cao hơn nữa. Wow, xe này ngon thật. 142. Let's go. Này đơn giản thôi, đua một phát là về tới đích. Let's go. Rất là nhiều tiền luôn. Mission 5. Let's go. Đùa trời tối nào. Wow. Cái này phải xe ngon hơn thì phải qua được cái mission nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. OBV. Ok, vượt qua rồi. Let's go. Ồ, được ít cơ, vâng. Mình không được xa, mình cứ đứng tốt ép rồi là sao nhờ. Để lên được rất là lâu. Let's go. Ok.
Ok, let's go. Oh my god, top 2 rồi. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Fresh 9, let's go. Ok, mình sẽ phải vào lại. Đây là một tựa game 3D rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này thì nó hơi lặng một chút, cho nên khi các bạn vào game này thì các bạn phải đợi một chút. Nếu không thì nó sẽ rất là lâu mà các bạn phải đợi. Ok, let's go. Còn ví dụ máy các bạn mà yếu hơn thì nó còn đợi chậm hơn nữa. Nó còn nặng hơn Alphas 8. Let's go. Ok. Mình sẽ lấy con này đi. 592. Được rồi. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. À, tựa game tiếp theo. CSR2. Let's go. American Warship. Ok, let's go. Rest. Wow, 17. Không biết mình có chạy được với cô này không? Mình không có xe, thử cô này. Let's go. Orbis. Let's go. Mới có đổi tiền không? Ok, thắng rồi. Sẽ cây tiền và nâng cấp cho xe. Ok, bắt phần nâng cấp. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Let's go. Play. Tựa game này hình như là phải điều khiển bằng tay chứ không cần phải cầm laptop lên. Let's go. Oh my gosh. Ngã quả rất là đau luôn. Yeah!
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Cua rộng ra một chút, nếu không thì các bạn sẽ không bằng đầu được, rất là khoai luôn. Ok, let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.